Đây là vaccine do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế nghiên cứu, phát triển và là vaccine phòng COVID-19 thứ hai ở Việt Nam, được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người sau vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Thái Bình là địa phương duy nhất trong cả nước được lựa chọn tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Covivac với 375 tình nguyện viên chia làm 3 nhóm tuổi, từ 18 đến 39 tuổi, từ 40 đến 59 tuổi và nhóm từ 60 tuổi trở lên. Trong quá trình tiêm thử nghiệm, nhóm nghiên cứu chia làm 3 nhóm tiêm với mức liều 3 microgram, 6 microgram và nhóm tiêm vaccine đối chứng AstraZeneca. Đây cũng là điểm khác biệt so với giai đoạn 1 khi dùng vaccine AstraZeneca đối chứng thay vì dùng giả dược như trước. Dự kiến ngày 23 tháng 8 sẽ hoàn thành việc tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine Covivac. Để xác định tính hiệu quả của vaccine, nhóm nghiên cứu sẽ lấy mẫu máu 3 lần trước khi tiêm, sau tiêm 14 ngày và 6 tháng sau tiêm mũi 2. Ghi nhận buổi tiêm đầu tiên diễn ra an toàn, đa số các tình nguyện viên được theo dõi sau tiêm 30 phút đều cảm thấy sức khỏe ổn định, bình thường. Mong mỏi nhiều tháng nay từ khi có vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam, chị Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội mới đến lượt tiêm. Tuy nhiên trong gia đình chị vẫn còn gần chục người đang chờ được tiêm. Tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để tiêm dịch vụ tốt cho bản thân mình là người đầu tiên, để tránh được cái dịch bệnh đang lan tỏa như hiện tại bây giờ. Nếu mình có đủ điều kiện thì chắc chắn là mình sẽ bỏ tiền ra để tiêm dịch vụ đấy. Thì nó sẽ nhanh hơn và cái số lượng người xếp hàng nó sẽ không đông bằng, an toàn hơn khi mình chờ tiêm. Được bỏ tiền để tiêm vaccine dịch vụ COVID-19 đang là mong mỏi của rất nhiều người dân khi số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng. Hiện các điểm tiêm chủng được triển khai trên khắp cả nước với sự huy động vào cuộc của cả hệ thống, bao gồm cả y tế tư nhân. Đây đều là các đơn vị có đủ điều kiện về nhân lực, bảo quản vaccine cũng như khu vực xử trí thuốc và cấp cứu trước và phản ứng sau tiêm vaccine. Toàn bộ chi phí tổ chức nhân lực, thuốc men và vật tư y tế đều được các bệnh viện tư nhân này hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tiêm vaccine chỉ có hiệu quả bảo vệ trong 6 tháng. Vậy thì cái việc nhu cầu là 100 triệu dân nhân với 2 lần tiêm nhân với mỗi 6 tháng thì nhu cầu nó rất là nhiều. Thế thì nếu như mà chúng ta xác định là hiểu đúng nghĩa là cái dịch vụ, nghĩa rằng không chỉ huy động cái nguồn lực của nhà nước về nguồn về kinh phí, nguồn về nhân lực, mà hiểu rằng là toàn xã hội tham gia chung tay đấy ạ, thì lúc đó xác định với cái nhu cầu đó thì chủ quan của tôi lại nghĩ rằng chúng ta cần có yếu tố dịch vụ ở trong đấy. Khuyến khích được đơn vị tư nhân nào mà tiêm được miễn phí thì tốt, nhưng nếu không tiêm được miễn phí thì nhà nước cũng nên có cái cơ chế để mà trang trải cho họ, ví dụ như là tiền bông băng cồn, thế rồi trả lương nhân viên, đấy là những. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng cần phải có quy định, không phải chỗ này một kiểu, chỗ kia một kiểu, địa phương này một kiểu, địa phương một kiểu, tránh cái hiện tượng là dịch vụ đấy để mà trục lợi trên người dân. Việc đề xuất triển khai tiêm vaccine dịch vụ là nhu cầu tất yếu khi hiện nay nguồn cung vaccine đang càng hiếm, số ca mắc ngày càng gia tăng, trong khi đó lượng người dân được tiếp cận vaccine vẫn còn khiêm tốn. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp được tiếp cận đàm phán để mua vaccine từ các nguồn khác nhau. Đây cũng là một trong những giải pháp để cởi trói cho doanh nghiệp, bệnh viện tư nhân nhập vaccine tiêm dịch vụ cho người dân. COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đáng lo ngại ở nhiều nước. Khi số ca mắc mới liên tục tăng cao, biến thể Delta đang gây ra những thách thức lớn trong cuộc chiến chống dịch trên toàn thế giới, kể cả các nước có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa SARS-CoV-2 cao. Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17 tháng 8, tức là cứ 1 giờ, thì có khoảng 42 bệnh nhân không qua khỏi. Thống kê của hãng tin Reuters cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong tháng qua và hiện nay ở mức trung bình 769 ca một ngày, mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 4. Trước tình hình này, chính quyền Mỹ có kế hoạch siết chặt các biện pháp phòng dịch như yêu cầu người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng đến giữa tháng 1 năm 2022. Tại khu vực Đông Nam Á, Lào tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao, khiến các khu vực đỏ trên cả nước tăng trở lại. Trong ngày 18 tháng 8, Lào ghi nhận 48 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, nhiều nhất là ở tỉnh Savannakhet với 44 ca. Một quốc gia khác ở Đông Nam Á là Thái Lan cũng chứng kiến làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Trong ngày 18 tháng 8, Thái Lan lần đầu ghi nhận hơn 300 người tử vong do COVID-19. Hiện Thái Lan đã ghi nhận hơn 960.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 8.200 người không qua khỏi.
Trước làn sóng dịch COVID-19 đang gia tăng ở Đông Nam Á, Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế ngày 18 tháng 8 cho rằng các nước trong khu vực còn được hỗ trợ thêm vaccine COVID-19. Theo đánh giá, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Đông Nam Á đang diễn ra chậm chạp. Hiện tỷ lệ tiêm chủng ở Đông Nam Á nhìn chung thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác.